Em đang ở Hàn ạ, chắc là bạn đang ở Hàn Quốc. Lúc trước có vay và họ yêu cầu chuyển 5 triệu tiền xử lý hồ sơ, rồi họ lập xong hợp đồng rồi lại bảo em chuyển 21 triệu tiền bảo hiểm. Em có bị lừa không ạ? Ý các bạn này là như vậy. Thì thực sự mọi người, đối với những công ty tài chính khác thì không biết họ có hỗ trợ những cái khách hàng từ nước ngoài hay không, nhưng mà đối với riêng công ty Quân Học thì chắc chắn những cái trường hợp như vậy là không hỗ trợ. Tại vì qua những cái bước thẩm định là SIM là phải gọi ở Việt Nam và khách hàng phải ở Việt Nam, ký hợp đồng ở Việt Nam và khách hàng phải là người có mặt trực tiếp tại đó thì mới vay được. Chưa tính là những cái trường hợp mà gửi mã OTP này nọ đó mọi người vào số điện thoại của khách hàng thì chắc chắn khách hàng phải ở Việt Nam thì mới xử lý được. Thì những cái trường hợp mà Ngọc không biết là nhiều trường hợp khác thì có ngoại lệ hay không, nhưng mà những trường hợp như vậy là mọi người 99% là lừa đảo. Nó sẽ câu dẫn khách hàng vào một cái link gì đó rồi nó bắt mình chuyển tiền. Đó, tiền xử lý hồ sơ 5 triệu. Mọi người thấy không? Không có ai mà xử lý hồ sơ mà 5 triệu hết á. Những cái bạn nhân viên như Ngọc khi mà tư vấn khách hàng là công ty đã trả lương cho mình rồi, chắc chắn là mình cũng không có quyền để vòi tiền những khách hàng như vậy. Và sau khi các bạn này chuyển 5 triệu xong thì nó bắt chuyển tiếp 21 triệu tiền bảo hiểm. Mọi người thấy không? Khi mà bạn này chuyển 21 triệu tiền 21 triệu tiền bảo hiểm xong, chắc chắn nó sẽ bắt một cái lý do gì đó để nó bắt chuyển tiền tiếp tục. Và khi mà mình bắt đầu chuyển nhiều rồi mình mới bắt đầu mình cảm thấy nó bị lừa rồi đó. Và phải nói là Ngọc đã cảnh báo rất 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 rất, rất nhiều lần rồi. Nhưng mà cũng thiệt sự đâu phải ai cũng có thể nhìn thấy được cái clip của Ngọc và ai cũng có thể tỉnh táo trong cái việc mà chuyển tiền cho người khác. Mà Ngọc hy vọng và Ngọc cảnh báo với mọi người một một cái điều rất là gọi là mọi người phải nhớ là không được chuyển tiền của mình cho bất kỳ ai. Tiền là tiền của mình, khi mà mình đi vay tiền là mình đã thật sự rất là cần tiền mình mới đi vay tiền. Mà tại sao mình lại phải chuyển tiền cho người ta? Khi mà mình sắp sửa mình chuẩn bị mình chuyển tiền cho người ta thì mọi người ơi tỉnh táo lên. Hỏi người nhà, hỏi người thân hoặc là lên trên mạng đăng một status Facebook hỏi là như vậy, hoặc là mình có thể tham khảo ở trên mạng, mọi người kiểm tra, mọi người coi thử mình có phải nằm trong cái dạng mà đang bị chuẩn bị lừa đảo hay không. Mà mọi người thấy nó vô lý không? Tự nhiên đi phải chuyển tiền cho người ta để sửa một cái gì đó, hoặc là bị nhân viên vòi tiền rồi tiền bảo hiểm rồi đóng cái này đóng cái kia, mọi người thấy trời ơi nó vô lý vô cùng. Và một cái hiệu quả mà phản hồi mà phải nói là đừng bao giờ chuyển tiền của mình đi đâu hết, thật sự nó rất là vô lý. Ai chuyển tiền tới thì lấy chứ mắc gì mình phải chuyển tiền của mình đi, đặc biệt là mình đang vay tiền nữa đúng không mọi người. Nên những cái trường hợp như vậy á thì chắc chắn là lừa đảo rồi. Nhưng mà không biết là em đã chuyển 5 triệu chưa, rồi chuyển tiếp tục 21 triệu chưa? Nhớ cẩn thận nha cưng.